Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang ở tại thủ đô Hà Nội và cụ thể là đang ở phường Mỗ Lao. Và ngày hôm nay Minh Toàn có dịp đến với Hà Nội, thủ đô Hà Nội thì Minh Toàn muốn gửi một số cái hình ảnh về Hà Nội đến quý bà con cô bác, giúp bà con cô bác hiểu thêm về cái thủ đô Hà Nội của chúng ta. Và cụ thể là Minh Toàn ở đây là Minh Toàn có một cái làng gọi là làng Việt Kiều Châu Âu. Đấy, Minh Toàn hôm nay là Minh Toàn sẽ vào đây, Minh Toàn sẽ gửi các cái hình ảnh về làng Việt Kiều Châu Âu đến quý bà con cô bác. Đây, chúng ta đang đi ở trong làng Việt Kiều Châu Âu. Trong làng Việt Kiều Châu Âu này thì theo như Minh Toàn được biết là gồm các cái căn biệt thự thôi quý bà con cô bác ạ. Và như ở đây thì ngày xưa bỏ trống rất là nhiều các căn biệt thự. Ở đây có cái hồ nhiều người câu cá quá, nhiều người câu cá phết. Không biết hồ này như thế nào mà nhiều người câu ấy nhỉ. Dừng lại cái hồ này xem hồ này như thế nào mà nhiều cá không mà nhiều người câu đến thế này. Wow, hồ này khá là nhiều người câu, nhiều cần thủ luôn, thu hút nhiều cần thủ luôn. Đây, đây là trong cái làng Việt Kiều Châu Âu. Bạn thấy là gồm các cái căn biệt thự, các căn biệt thự không có cả công viên cây xanh. Đây là các căn biệt thự. Ở đây thì cách đây khoảng 5-6 năm đổ về trước thì cái làng Việt Kiều Châu Âu này là làm tốn rất là nhiều giấy mực của các cái nhà báo cũng như là mọi cái thông tin về làng Việt Kiều Châu Âu. Nhưng mà đợt này thì theo như quan sát của Minh Toàn thì làng Việt Kiều Châu Âu này cũng ở gần như là hết rồi. Trong này có cả sân tennis. Trước đây thì cái làng Việt Kiều Châu Âu này là xây lên và bỏ trống ở đấy thôi quý bà con cô bác ạ. Nhưng mà đến bây giờ thì theo như Minh Toàn nhìn là đến 98-99% là đều có người ở, đều ở các căn biệt thự hết rồi, chứ không còn tình trạng nhà trống nữa. Và giá nhà cho là thuê ở đây cũng không phải là rẻ đâu. Như đợt trước cách đây khoảng 3-4 năm Minh Toàn có ở Hà Nội và Minh Toàn có hỏi cho người em thuê một căn biệt thự như thế này thì giá nó phải tầm 30-40 vào thời điểm đấy rồi, 30-40 triệu đấy. Đây, những căn biệt thự như thế này. Wow, thank you.
có cả xe rác, xe làm đẹp môi trường, xanh sạch đẹp. Những căn biệt thự rất là đẹp luôn quý bà con. Mình toàn có điện thoại, mình toàn xin phép dừng lại nghe điện thoại một chút. Dạ em nghe đây. Dạ vâng ạ. Tối chưa biết được anh, để xem. À chắc Thủy đang đi mua sắm nên á. Dạ. Để anh thử hỏi Thủy xem thử. Em thì lịch. Tối nay thì em lại có việc mất. Được rồi, thế ok anh. Đó, vâng vâng. Vâng vâng. À, xin lỗi cái bà con cô bác, Minh Toàn vừa có cuộc điện thoại. Ở đây thì bà con thấy ở đây là trong này người ta chú trọng cây xanh rất là nhiều. Và làng Việt Kiều Châu Âu thì nó nằm giữa cái đường Lê Văn Lương và đường Trần Phú Hà Đông. Đấy, hay còn đường Trần Phú, đường Nguyễn Trãi nó liền nhau ấy. Và đường Lê Văn Lương thì hai đường nó song song, thì làng Việt Kiều nó nằm ở giữa hai tuyến đường này bà con ạ. À đây thì chúng ta lưu thông ra đây là lưu thông ra cái đường 36m này. Đấy, ở đây thì có mình toàn thấy có cái căn nhà này mới hoàn thành này. Đợt trước mình toàn ở khu vực này thì đi qua đây là căn nhà này chưa được hoàn thành, nhưng mà bây giờ hoàn thành rồi. Ở trong khu vực này thì đây có cái đường đi đây nữa. Và như bà con cô bác đang nhìn thấy ở đây thì chủ yếu là các công ty người ta thuê các căn biệt thự, chứ còn về nhà ở thì cũng rất là ít. Trước mặt chúng ta là đường Nguyễn Văn Lộc, là một trong những cái con đường mà về ẩm thực sầm uất nhất nhì ở Hà Đông hiện tại bây giờ. Và đây bạn thấy những cái căn biệt thự rất là đồ sộ luôn. Đây là tuyến đường Nguyễn Văn Lộc. Đường Nguyễn Văn Lộc này thì ngày xưa khoảng 5-6 năm thì đường này là đang còn hoang vu bởi vì mới mở. Nhưng mà giờ đây thì như bà con cô bác đang nhìn thấy, nó khác hẳn hoàn toàn luôn. Đấy, các cái dãy xe như thế này đậu. Và mình toàn sẽ rẽ vào đây.
ra vào đây đi ra cái khu vực này để gửi ngay những cái bạn. Trong này có cái viên cây xanh luôn. Phía trong này là có một cái hồ câu cá cũng thu hút rất là nhiều cần thủ về với mua lao Hà Đông để câu cá. Đây là cái hồ, nhưng mà hồ bên này thì ít người câu hơn. Đang hồ kia bằng chúng ta chuẩn bị đi qua ấy, là nhiều người câu hơn. Đây, cái hồ này thì thu hút rất là nhiều cần thủ về với mua lao để câu cá ở hồ này. Và ngày trước Minh Toàn cũng thỉnh thoảng ra hồ này, Minh Toàn xem câu cá. Đây, cái hồ rộng này. Làng Việt Kiều Châu Âu thì là được quy hoạch để cho các cái dân chủ yếu là theo như cá nhân Minh Toàn hiểu là chủ yếu là cho những người Việt Kiều ở Châu Âu mua nhà và quy hoạch vào một cái khu này. Nhưng mà riêng như Minh Toàn biết là ở đây hầu như là người Việt mua nhiều chứ không phải là người Châu Âu, chứ cũng chẳng phải là Việt Kiều. Và đây là một cây trong những cái chợ mà được xây lên ở trong khu làng Việt Kiều này để nhằm phục vụ người dân ở đây, nhưng mà chợ này chưa đi vào hoạt động khoảng 3 năm nay rồi. Chúng toàn thấy 3 năm nay chưa đi vào hoạt động. Và thẳng ra đường này chúng ta rẽ phải là chúng ta ra đường Lê Văn Lương. Đấy, Lê Văn Lương kéo dài ấy. Bạn nhìn thấy các cái căn nhà cao tầng mọc lên rất là nhiều luôn. Nhưng mà như ngày xưa thì các dự án về nhà đất đắp chiếu, nhưng mà như bây giờ là cũng được đẩy nhanh tiến độ rất là nhiều đấy các bạn. Đây, mình toàn thấy có một cái dãy nhà mà kiến trúc nó rất là khác lạ. Mình toàn đấy, dừng đây và mình toàn đây. Dãy nhà này chắc là dãy nhà liền kề, biệt thự liền kề. Và chúng ta đang đứng ở đây là đứng trên cái cầu Mộ Lao Hà Đông, Hà Nội. Và đây là một cái dãy nhà mình toàn thấy kiến trúc nó khá là khác lạ. Bây giờ mình toàn sẽ đi ra đường Lê Văn Lương và mình toàn sẽ gửi một số cái hình ảnh về Hà Nội ngày nay đến quý bà con cô bác, thì để xem những hình ảnh của Hà Nội nói riêng hay là của Việt Nam chúng ta nói chung, thì rất mong quý bà con cô bác hay chúng ta hãy nhấn cái nút đăng ký màu đỏ đỏ ấy, có chữ đăng ký màu đỏ đỏ, đăng ký ấy, đây là đăng ký miễn phí bà con cô bác nhé. Thì và để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị thì
Rất mong quý bà con hãy đăng ký kênh để chúng ta là người đầu tiên xem những cái video thú vị. Minh Toàn xin hẹn gặp lại quý bà con, các bác trong những video tiếp theo.